Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với WhatKVN. Như các bạn đã biết rằng mỗi một người sở hữu xe hơi thì chúng ta thường phải đối diện với những tình huống bị ban xe ở trên đường. Và khi đó thì chúng ta cần phải trang bị những cái vật dụng để tự xử lý được những cái ban bệnh đó. Một trong những cái ban bệnh đấy là gì? Acquy hết điện hay xe bị hết hơi. Chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải chuẩn bị kích điện hay là một bộ bơm. Tuy nhiên thì không gian ở trên xe hơi nó là một cái không gian nó rất là chật hẹp. Mỗi một cái vật dụng được để trên xe nó sẽ chiếm thêm nhiều cái không gian ở trong đó. Và như vậy thì chúng ta cần phải xử lý bớt cái không gian đó đi. Đó là gì? Cả kích điện, cả bơm lốp sẽ được thay thế bởi sản phẩm này. Tôi sẽ mở hộp này ra và review xem nó như thế nào. Đây là sản phẩm của hãng Steelmate. Nó là một cái bơm điện tích hợp với cả một bộ kích xe trên cùng một sản phẩm. Nó mang tên là T8 Pro của Steelmate. Về cảm quan thì nó rất là gọn nhẹ và linh hoạt. Đó. Đây. Khi mà mở hộp ra thì chúng ta có cái gì? Có cái một cái dây bơm. Có một cái dây để sạc cho cái cục này. Các đầu kết nối có thể bơm bóng các thứ đều có cả. Đây là một cái bộ phận để chúng ta có thể kích bình acquy cho xe mỗi khi mà xe chúng ta bị ban bệnh. Và đây là sản phẩm chính của xe T8 Pro, bơm kết hợp với kích điện. Bây giờ chúng ta thử sử dụng nó xem các cái chức năng của nó như thế nào. T8 Pro của Steelmate là một cái máy bơm tích hợp với một cái bộ kích điện. Thì trong cái sản phẩm này nó có một cái cục pin có dung lượng là 8800 mAh. Tôi nói trước một chút về cái thông tin về chức năng bơm trước. Chiếc bơm bơm của T8 Pro có thể chịu được đến cái áp suất 8,3 cân tương đương với 120 PSI. Và đặc biệt là nó chỉ mất có 8 phút để bơm đầy một chiếc lốp như thế này từ khi hết sạch hơi. Các bạn thường biết rằng là Steelmate là một cái thương hiệu khá là nổi tiếng trong cái các cái sản phẩm aftermarket dành cho ô tô. Và hãng nói rằng là cái máy nén của cái bơm này nó được tráng một cái lớp coating, một cái lớp mà khiến cho cái bơm này nó có độ êm cao hơn. Và đặc biệt là độ bền cũng cao hơn. Bây giờ tôi thử xem cái chức năng bơm của cái này như nào. Một trong những cái nữa đó là cái bơm này các bạn có thể set được là áp suất lốp của bạn cần thiết là bao nhiêu. Các bạn set xong thì nó chạy đến cái mức độ đấy, nó sẽ tự ngắt, rất là tiện. Và đặc biệt vì nó là có một cái cục pin built-in ở trong này rồi thì các bạn không cần phải kết nối một cái dây với cái hệ thống điện của xe như cái dòng máy bơm này nữa. Đó, dòng máy bơm này to, cành càng. Và ta phải kết nối qua một cái tẩu thuốc như thế này. Thì cái này chúng ta không cần nữa. Lấy ra, cắm, bật lên, xong. Bây giờ tôi sẽ test cái bơm này T8 Pro. Lốp tôi đã xì hết ra. Cắm cái máy bơm này vào. Và tôi kiểm nghiệm thêm âm thanh của nó cũng như là thời gian bơm của nó như nào. Nào, bắt đầu nào. 1, 2, 3. Về mặt âm thanh thì các bạn có thể nghe thấy đấy. Nó khá là êm. Các bạn có thể để trên tay được. Hoặc là các bạn có thể để trên cái túi này được. Đó, rất là tiện lợi. Ở trên này nó có cả cái màn hình LED này, các bạn có thể nhìn thấy. Nó có thể có màn hình LED để các bạn theo dõi cái áp suất lốp của xe nó đang là được bao nhiêu. Bây giờ nó được hơn một cân rồi. Đó.
Vậy là đối với cái xe Beijing X7 của tôi, cái cỡ lốp là 255/50R19, thì từ khi nó hết sạch hơi đến khi nó đạt cái chỉ số là 2,2 cân thì chúng tôi mất là 5 phút rưỡi kể từ khi hết sạch hơi. Và ngoài ra thì bơm không thấy nóng lắm. Ngoài cái chức năng bơm và kích ra thì một cái chức năng nữa đó chính là đèn pin. Nếu trong những cái trường hợp mà các bạn đi xa, điện thoại bị hết pin, các bạn có thể sử dụng đúng cái này là một cái cục pin dự phòng cũng được, không vấn đề gì cả. Chức năng thứ hai của Steelmate T8 Pro đó chính là chức năng kích bình khi mà bình ắc quy của các bạn bị hết sạch. Dòng phóng đạt đến 300A và dòng phóng cực đại có thể đạt đến 600A, đồng nghĩa rằng với một cái cục kích bình như này các bạn có thể kéo được đến một con bán tải, thậm chí là đến một con Land Cruiser cơ. Nên các bạn yên tâm rằng với cái cục kích bình Steelmate T8 Pro thì các bạn có thể yên tâm sử dụng trong mọi loại xe. Vừa rồi thì tôi vừa review cho các bạn cái sản phẩm của Steelmate T8 Pro. Thứ nhất, ưu điểm một thương hiệu tốt. Thứ hai, gọn nhẹ và all-in-one. Các bạn sẽ thu xếp được rất nhiều những không gian trong xe hơi của các bạn. Và đến bây giờ, bật mí giá thành của nó thế nào. Trong cái sản phẩm này nó có hai loại. Một cái là Steelmate T8 và một cái là Steelmate T8 Pro. Steelmate T8 thì có giá bán lẻ là 2,1 triệu. Và Steelmate T8 Pro có giá bán lẻ là 3,2 triệu. Với hai chức năng này, bạn sẽ phải mua một cái cục kích bình rẻ nhất như tôi đang dùng là 70 mai Pro thì nó có giá thành khoảng 1,3 triệu. Cộng với một cái máy bơm no name của tôi mua khoảng 1 triệu. Nếu các bạn cần mua một cái bơm mà có thương hiệu một chút thì nó cũng rơi vào khoảng 1,5 triệu đến 1,8 triệu. Thì cộng cả hai cái khoản đấy vào thì các bạn có thể nên đến tầm khoảng 2,2 triệu đến 2,5 triệu cho hai cái món hàng đấy. Còn bây giờ với hai cái món hàng đấy gộp lại thì bạn có thể lựa chọn Steelmate T8 Pro với mức giá là 3,2 triệu. Vậy thì các bạn có thể mua được Steelmate T8 và T8 Pro ở đâu? Xin mời các bạn có thể gọi đến số hotline của MT Group, người nhà phân phối của sản phẩm này tại thị trường Việt Nam, tại số điện thoại 033 911 1188. Tôi sẽ đánh cái số điện thoại này lên màn hình và các bạn có thể gọi điện vào cái số hotline đấy để có thể tìm được cái đại lý gần của các bạn nhất. Và xin chào, hẹn gặp lại ở những cái review sản phẩm lần sau.